Sáng nay ngày 23 tháng Chạp, theo tập tục của người Việt Nam là ngày đưa ông Táo về trời. Dù dư giả hay còn thiếu thốn, mỗi gia đình người Việt đều chuẩn bị những sản vật để tiễn ông Táo lên thiên đình. Đáp ứng nhu cầu này, tiểu thương ở các chợ đã chuẩn bị một lượng hàng khá lớn để cung ứng cho người dân. Thời buổi tất bật, người bán đã chuẩn bị trọn bộ đồ cúng ông Táo, nên người mua không cần phải sắm từng món như trước kia. Người dân chỉ cần mua thêm hương hoa, trái cây là đủ một mâm cúng ông Táo. Ở Nam Bộ, người dân không có tục phóng sinh cá chép. Những ai có điều kiện thì cúng thêm gà luộc, heo quay, nên hai mặt hàng này cũng được tiểu thương các chợ chuẩn bị lượng hàng cung ứng. Với người Việt, góc bếp là nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà. Và dù hiện nay bếp ga, bếp điện đã thay những ông lò nấu bằng than củi, nhưng tục đưa ông Táo về trời vẫn được người dân gìn giữ.